Nhắc đến tên con khiến ba bực tức, có phải không ba? Không phải đâu con gái à, con đừng nói như vậy mà. Bây giờ chắc con không thể nào hiểu được một đứa con có ý nghĩa như thế nào với ba mẹ đâu. Nhưng mà con cần phải hiểu một điều này, là ba mẹ sẽ không bao giờ muốn làm bất kỳ điều gì xấu cho con cái của mình đâu. Con có hiểu hay không? Trong bất kỳ trường hợp nào ba mẹ cũng muốn tốt cho con mà. Ủa con không tin tưởng ở ba sao? Không phải như vậy đâu ba. Vậy thì còn là gì nữa hả? Con định sống mà không có chỗ nào nương tựa sao? Ba mẹ còn ở đây với con hôm nay, nhưng còn ngày mai thì sao? Sao ba lại nói như vậy chứ? Vì nó là sự thật đó con à, đó là sự thật. Con cũng muốn sao đi nữa thì ba mẹ cũng không thể nào ở với con cả đời được. Ba đã cho Zadid lấy Anand đi làm vợ rồi, tụi nó đã có một cuộc sống cho tụi nó rồi. Nhưng mà con thì sẽ phải sống dựa vào ai bây giờ đây? Thế giới rộng lớn như vậy, làm sao mà con có thể tự lo cho mình được? Ba, con biết là con đã trở thành một gánh nặng lớn cho ba mẹ rồi. Suna, con đang nói cái gì vậy? Con cứ luôn lo lắng sẽ làm phiền mọi người. Nhưng mà con sẽ đi khỏi nhà ba. Con sẽ đi tới nơi nào đó mà mọi người không thể thấy mặt của con nữa. Con sẽ sống tiếp cuộc đời còn lại của con. Mẹ, con đã nói là con không cần ai che chở cho con nữa đâu mà. Con không có muốn làm phiền tới ai hết. Con muốn là gánh nặng cho bất kỳ ai. Con chấp nhận chịu đựng tất cả. Con sẽ chịu đựng hết. Nhưng mà con sẽ không lấy chồng nữa đâu mẹ. Suna, sao con không chịu hiểu? Điều mà con vừa nói ra không dễ dàng như vậy đâu. Không dễ làm được như vậy đâu con à. Con làm được mà mẹ. Chỉ cần ba mẹ đồng ý thôi. Ba, xin ba đừng gả con cho gia đình khác nữa mà ba. Con xin hứa với ba là Con sẽ không đòi hỏi gì từ ba mẹ nữa đâu. Con sẽ chỉ sống ở trong căn phòng này thôi. Con sẽ tự mình nuôi con của con. Ba đã làm nhiều điều cho con. Con chỉ xin ba thêm một điều này nữa thôi mà. Xin ba đừng có bắt con tái hôn mà. Bây giờ con chỉ cần sống cùng với đứa con của con thôi. Con không cần ai nữa đâu ba mẹ. Con sẽ chăm sóc nó. Con sẽ tự mình nuôi lớn nó mà. Con xin hứa ba mẹ hãy giúp con. Sau này nó không ở với con thì sao? Ơi, ba, xin ba đừng nói vậy mà. Vậy ba phải nói sao hả Suna? Con nói rằng con muốn nuôi dưỡng đứa bé, nhưng mà con có biết rằng bà nội của con muốn làm gì với nó không hả Suna? Sau khi đứa bé này ra đời, bà nội của con sẽ đem nó cho người khác nuôi, rồi sẽ nói với con là đứa bé đó đã chết rồi. Suna, suốt cả cuộc đời này con sẽ không biết đứa bé đó sống với ai đâu. Bà sẽ không kể cho con nghe chuyện gì đâu. Bà nội của con chỉ biết giữ cho gia đình này khỏi bị mất danh dự thôi con à. Con, không được. Không đâu mà. Không thể như vậy được đâu. Sao bà nội lại có thể nghĩ ra chuyện đó được chứ? Suna, đó không hoàn toàn là lỗi của bà nội đâu con. Bà nội là người lớn nhất nhà, bà ấy có trách nhiệm phải giữ gìn danh dự cho gia đình mình.
Suna, nếu như con nghĩ kỹ một chút, con có thể vui khi Rata bị xem như là một kẻ tội lỗi đã gây ra nỗi nhục cho con không? Ngay cả cha mẹ của Rata cũng đã chối bỏ đứa cháu nội của họ thì làm sao mà người đời có thể chấp nhận nó chứ? Con có từng nghĩ tới điều đó hay chưa? Suna, nếu con muốn sau này con của con được người đời tôn trọng thì con đừng có khước từ cuộc hôn nhân này. Con hãy nghĩ tới đứa bé cô đang mang trong người, nó sắp sửa bước vào thế giới này đi. Siam là một chàng trai tử tế, cậu ấy đã sẵn sàng cho đứa bé mang họ của cậu ấy rồi mà. Suna, nếu cậu muốn đứa bé vô tội này có thể sống cuộc sống tốt đẹp thì hãy chấp nhận cuộc hôn nhân này. Hãy tin mẹ đi con. Con không có lựa chọn nào khác để giữ lại đứa bé bên cạnh con đâu. Con gái à, con đã hiểu hết chưa? Mẹ con nói đúng rồi đó. Bất cứ điều gì mà ba mẹ làm cũng là vì muốn tốt cho con và đứa con của con mà thôi. Con có thể xin ba mẹ một điều hay không? Trước khi con quyết định, con muốn được gặp Siam một lần. Con có thể gặp anh ta được không? Bà nội đã đi tới đền rồi, hai đứa cứ nói chuyện trước khi bà nội về nha. Anh đã làm gì hả? Anh đã làm gì mà khiến mọi người phải dây bám lấy tôi, khiến họ buộc tôi phải lấy anh? Anh giở trò gì mà khiến cho mọi người phải nghĩ rằng cuộc đời của tôi và hạnh phúc của tôi phải gắn liền với cuộc hôn nhân này chứ? Anh rất xấu xa đó Siam. Anh đã biết là tôi sẽ không chịu nghe lời của anh, nhưng mà tôi cũng không thể làm cho gia đình của tôi buồn. Vì vậy cho nên anh mới chọn cách này, có phải không? Chính anh đã sắp đặt để cho mọi người phải nghe theo lời của anh. Tôi không thể nào hiểu nổi Tại sao ba và cả bà nội của tôi lại có thể tin anh nhiều như vậy chứ? Anh rất mừng khi mọi người đều tin tưởng anh nên họ mới đồng ý cuộc hôn nhân này. Anh xin em cũng hãy tin tưởng ở anh một lần đi, rồi em sẽ thấy thôi mà. Anh sẽ không làm cho em phải thất vọng đâu Suna. Anh có thể làm bất cứ điều gì để cho em có được một cuộc sống thật hạnh phúc, bất cứ mọi điều. Nhưng tại sao Siam? Sao anh phải làm điều này vì tôi chứ?
khi mà anh biết là tôi đâu có thích anh đâu. Trong lòng tôi không ai có thể thay thế được vị trí của Pratap đâu. Đứa con của tôi, nó sẽ luôn luôn dắt anh nhớ tới điều này. Thì tại sao, tại sao anh còn muốn lấy tôi chứ? Tại sao anh phải vì tôi mà chống đối với tất cả mọi người trong gia đình của anh? Tại sao vậy Siam? Là bởi vì anh thật lòng yêu em mà Suna. Một khi yêu ai, người ta cũng muốn được đáp lại. Nhưng mà tôi thì có gì cho anh đâu Siam. Anh không đòi hỏi ở em điều gì hết Suna. Em biết không, thật lòng anh cũng không trông mong em phải làm gì để đền đáp anh đâu. Anh đâu có buôn bán gì trong tình yêu đâu chứ. Anh không cần em phải đền đáp gì hết. Anh chỉ cần em hãy tin tưởng ở anh và bằng lòng cuộc hôn nhân này để chúng ta được đến với nhau. Anh chỉ muốn dành cuộc đời của mình để chăm sóc cho em và đứa con ở trong bụng của em mà thôi. Anh muốn hai người được sống đầy đủ hạnh phúc mà không cần phải lo lắng bất cứ một chuyện gì nữa. Chỉ có như vậy thôi. Tôi cũng không biết là có nên tin lời anh nói hay không. Tôi chưa bao giờ thấy một người nào như anh hết. Anh thấy có vấn đề gì đâu chứ? Bây giờ thì em cũng đã thấy rồi đó. Thật sự thì anh không có tệ như là em đã nghĩ đâu Suna. Sam, anh đừng quên là có thể gia đình của tôi đã chấp nhận anh, nhưng mà tôi thì vẫn chưa chấp nhận anh đâu. Siam vẫn chưa xuống sao? Em không biết Suna nói gì với cậu ta nữa. Ngồi đi. Suna đã nói sao hả? Suna đã nói là cô ấy đồng ý rồi. Vậy là thần linh đã giúp chúng ta thật rồi. Siyama, con có nói thật không vậy? Bởi vì ngày hôm qua Suna đã nói cứ như là nó sẽ không bao giờ chịu đồng ý đâu. Rồi nó có nói điều gì đáng lo không con? Ý bác là... Dạ không đâu bác à. Suna cô ấy không có nói điều gì phải đáng lo lắng hết. Mọi người không cần lo đâu. Suna cô ấy chỉ muốn biết chắc chắn là con có thực sự quyết định như vậy hay không, hay chỉ là cảm xúc nhất thời vì thương hại cô ấy mà thôi.
Nhưng con đã giải thích rõ với cô ấy rồi. Vậy là bác đã bớt lo nhiều lắm rồi. Em vẫn còn chưa tin nổi chuyện này. Thôi đi mà, Siam đã nói là Suna đồng ý làm đám cưới rồi mà. Bây giờ thay vì cứ ngồi suy nghĩ lung tung như vậy, chúng ta hãy lo chuẩn bị cho đám cưới được rồi đó. Bây giờ đám cưới Suna sẽ không còn trở ngại gì nữa rồi. Sadik, sao không chịu tới trường hả? Tôi nói là bữa sáng đã sẵn sàng rồi đó. Trời đất, anh Siam. Anh đến khi nào vậy? Tới lâu chưa? Anh cũng chỉ mới tới thôi. Em ở trong bếp nãy giờ đâu có biết đâu. Em nấu gì ở trong bếp vậy? Là trứng chiên bột, anh ăn không? Anh đi. Giờ một dịp đặc biệt vui vẻ như thế này đây, mà em chỉ đãi có món đó thôi sao chứ? Thôi được rồi, em sẽ mời anh ăn bánh nha. Nhưng mà dịp đặc biệt gì vậy? Em hãy nghe đi, chị Suna của em đã sắp lấy chồng rồi đó, mà em vẫn chưa biết gì sao? Chị Suna lấy chồng hả? Lấy ai vậy? Thì là lấy anh chứ còn ai nữa chứ. Thật sao? Chứ còn gì nữa. Anh nói thiệt không đó? Anh nói thiệt mà. Anh xem lấy chị Suna sao? Đúng là vui quá. Con phải báo cho Zedek biết mới được. Cô ấy sẽ rất mừng cho mà coi. Chị à, em đi làm việc tiếp đi. Vậy hả? Cậu có nói xạo hay không vậy? Bộ mũi tôi dài lắm hay sao? Đâu có đâu. Chị tức là tôi đã nói thiệt rồi đó. Chị Suna sắp làm đám cưới cùng với anh Siam rồi. Vậy hay quá. Bây giờ anh Siam đã từ bạn trở thành anh rể của mình rồi. Vậy thì thích thiệt á anh đi. Đám cưới của chị Suna sẽ rất vui cho mà xem ha. Như vậy tức là ở trong đám cưới, chị Suna có thể mặc quần áo đẹp giống như trước kia rồi. Nào là áo cưới khăn choàng dòng tay trang sức nữa đó. Chị Suna sẽ rất là đẹp cho mà coi. Rồi chị ấy sẽ không còn phải ở trong căn phòng tối tăm đó nữa. Phải không Sa đi? À, tôi đã thấy rất là buồn khi chị Suna phải ở một mình trong căn phòng đó đó. Nhưng mà anh đi à, sau đám cưới của chị Suna sẽ sống chung nhà với anh Siam. Chị ấy sẽ không ở với mình nữa. Thì sao chứ, nhà của anh Siam có cách đây xa lắm đâu. Bất cứ khi nào mình muốn thì đều có thể tới thăm chị ấy mà. Hay là chị ấy sẽ về thăm nhà? Sẽ hay biết mấy phải không Sadik? Nếu như nhà ba mẹ của tôi cũng ở trong làng này. Nhưng ba mẹ của tôi ở xa quá, có nhớ họ thì tôi cũng không thể chạy về thăm họ được. Cậu cần gì phải buồn như vậy? Nhất định là trong đám cưới của chị Suna, ba mẹ cậu sẽ tới mà. À phải rồi, tôi quên nghĩ tới điều này. Anh Siam còn ở đây không dạ? Để tôi gặp anh ấy nha. Còn chứ, mãi nói chuyện với cậu mà tôi quên mất rồi. Anh Siam có nói với tôi là phải đãi anh ấy ăn bánh kẹo. Mọi chuyện chúng ta phải tiến hành cho thật nhanh. Trong tối nay bên nhà con phải chuẩn bị làm lễ và rước dâu nữa. Chúng ta phải chuẩn bị cho thật chu đáo đó. Haron à, chúng ta ở bên nhà gái nên không thể ngồi không như vậy đâu. Có nhiều chuyện phải lo lắm đó em à. Phải đó anh à, em cũng đang lo lắm đi. Những chuyện đó cứ để cho em lo, ngày nào cũng sẽ phụ em mà. Anh cứ việc tới tiệm Kim Hoàng để mua quà ra mắt nhà chồng cho cô dâu đi. Không cần đâu bác à, mọi người cứ tới nhà chúc mừng là được rồi, không cần phải mang quà cáp gì đâu à. Bác biết là như vậy rồi, nhưng mà phong tục vẫn là phong tục chứ, có phải không? Em chào anh Siam. Zedek à, nãy giờ em ở đâu vậy chứ? Hồi nãy giờ em ở trong phòng á. Lúc anh đi báo anh sắp cưới chị Suna thì em chạy ra đây nè. Mà em nói thiệt anh nha, anh lấy chị hai em thiệt hả? Đúng vậy, tất nhiên là phải thiệt rồi. Nhưng mà anh Siam à, khi nào tổ chức đám cưới vậy? Anh cũng chưa biết nữa em à. Nhưng anh mong là em sẽ tới nhà anh vào tối hôm nay để dự lễ ra mắt, rồi sau đó mới ấn định lễ cưới chính thức được em à. Zedek nè. Dạ. Bây giờ anh phải đi rồi. Vợ em nói là sẽ đãi anh ăn bánh kẹo, mà sao nãy giờ cô bé đi đâu mất rồi hả? Em đã chuẩn bị rồi nè. Mời anh dùng thử. Bánh này là do em làm hả? Em cũng biết làm bánh này hay sao?
Dạ, mẹ chồng nó dạy cho em nên em mới làm được đó. À, mẹ đã về rồi kìa. Bà có bánh nè, ăn đi. Phát cho mọi người đi. Con xin phép con đi học nha. Con cũng xin phép vô bếp làm việc tiếp đây ạ. Hôm nay bà hãy cho cháu được phép chào hỏi bà nha. Bà không chúc phúc thì sao cháu làm được việc gì chứ? Thần linh phù hộ cho cậu. Đây là điều cháu rất muốn nghe hôm nay. Cuối cùng thì cháu cũng làm được rồi. Cháu mời bà. Ít ra thì bà cứ thử một miếng nhỏ thôi cũng được mà. Một chút thôi cũng được. Tôi đã ăn khi nãy rồi, nhưng tôi sẽ để dành cái này ăn sau. Hãy nói cho tôi biết Siam, cậu có kể cho bà mẹ của cậu ở nhà biết rằng Suna nó đang có thai chưa? Bà mẹ cậu không có hỏi han gì hay sao? Hay là sau này cháu gái tôi phải kể hết cho họ biết đây chứ? Dạ không đâu bà. Cháu kể cho ba mẹ nghe hết rồi. Bà đừng có lo, xin bà hãy tin cháu đi. Suna sẽ không gặp phải bất cứ một vấn đề gì khi về bên nhà cháu đâu thưa bà. Để tôi mang ít bánh cho Suna. Con xin phép đi đây. Còn nhiều việc phải chuẩn bị ở nhà nữa. Tối hôm nay chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Được. Chúng ta sẽ tới đó đúng giờ mà. Dạ được. Sao lại nhìn bà như vậy? Bà mang bánh cho cháu nè. Ăn đi. Nhưng mà bà ơi, hôm nay cháu phải ăn chay mà sao bà lại kêu cháu ăn bánh này chứ? À, bà đã nói rồi. Nhưng mà bà lại quên mất cháu à. Cháu phải ở một mình. Rồi cháu còn phải mang thai nữa. Cháu chịu đói thì được, nhưng con của cháu thì cũng cần phải ăn nữa chứ.
thôi mà. Ăn đi. Cầu xin thần linh phù hộ cho cháu, để cháu có thể thoát khỏi những đau khổ của cuộc đời này. Xin chúc mừng anh Madan Singh. Tôi cũng xin chúc mừng cho cả nhà của anh. Xin chúc mừng anh. Tôi xin chào mừng bà. Xin chào mừng bà, thưa bà. Con gái của chị không tới đây hay sao? Cháu Suna nó vẫn còn ở nhà, nó chưa tới được thưa chị. Vậy thì xin mời vào. Được rồi. Xin kính chào ông bà. Xin chào ông bà. Xin chào. Xin chúc mừng ông bà nha. Xin chúc mừng. Bây giờ tôi xin phép bà, tôi được giới thiệu họ hàng nhà tôi. Chú à, đây là thông gia của con, anh Haron. Xin chào. Còn đây là anh trai Vasan của anh ấy. Xin chào. Còn đây là mẹ của anh ấy. Xin cùng chào. Cùng với vợ và con anh ấy. Còn đây là chú của tôi. Và còn đây nữa, đây là bác của tôi. Xin chào. Còn đây là các anh họ của tôi. Xin chào. Xin giới thiệu tiếp với mọi người, đây là bạn bè của chị tôi từ Faridabad. Họ là hàng xóm gần gũi của chị tôi đó. Còn đây là anh Aswani Kumasama cùng gia đình. Cả hai gia đình chúng tôi đều có quan hệ rất là thân thiết. Họ còn hơn cả bà con thân thiết của tôi nữa. Xin chào bà. Xin chào. Xin giới thiệu, đây là vợ của tôi, còn đây là con của tôi. Xin chúc mừng bà, thưa bà. Chúc gia đình cô luôn hạnh phúc. Tôi có chút quà này. Cầm đi. Dạ bà không cần làm vậy đâu. Cô không cần, nhưng mà bé gái có quyền nhận quà chứ. Chị, anh làm gì ở Faridabad? Tôi có công việc làm ăn, giờ tôi cũng sinh sống ở đó. Đây là lần đầu anh chị tới đây sao? Dạ đúng. Chúng tôi chỉ được nghe kể về nơi này nên rất muốn có dịp tới thăm. Nhưng dịp Siam lấy vợ nên chúng tôi mới được đến đây. Vậy anh chị hãy tham quan quanh Rajasthan đi. Chúng tôi sẽ cho người dẫn anh chị đi chơi khắp nơi ở đây nha. Dạ. Nếu vậy thì hay quá rồi. Xin cảm ơn. Bây giờ thì thưa bà, để tôi giới thiệu tiếp với bà về cả nhà. Cô xin chào. Anh Madan, cô bé này. Đó là con gái của chị tôi, nó tên là Asa, nó sống cùng với chúng tôi. Như bà cũng biết rồi đó, chị gái tôi, chồng chị ấy và con trai, tất cả họ đều đã qua đời hết rồi. Nên kể từ đó con bé sống cùng với chúng tôi. Nhưng xin bà hãy thông cảm cho, dù sao thì chị dâu của tôi hay là đứa bé gái này cũng vẫn chưa sẵn sàng sống cùng với một quá phụ khác mà. Tôi biết rồi, nhưng mà chuyện này anh đừng có nghĩ xấu nha Madan. Lần trước đã có điềm báo lúc làm đám cưới đầu của cháu gái tôi rồi đó. Xin bà đừng có lo về chuyện này. Chuyện này không có gì xấu xa cả đâu.
Đối với tôi mà nói thì không có gì quan trọng hơn là lễ nghi và phong tục. Chuyện cưới xin thì phải làm cho đàng hoàng và đầy đủ tất cả mọi thứ. Bà nghĩ xem tôi nói có đúng không? Nhưng mà chẳng lẽ tôi phải bỏ nó một mình hay là sao đây? Nên là tôi đã giải thích rõ ràng với nó rằng nó không có mang điềm xấu gì tới cho gia đình của chúng ta đâu. Vậy thì mau tiến hành buổi lễ đi. Ba, sao hôm nay chúng ta không thể bỏ qua bớt mấy cái lễ đó đi ba? Sao con dám nói như vậy hả? Xã hội nào cũng phải có phong tục và nguyên tắc riêng mới được chứ, có phải không? Con hiểu chưa? Nè anh Madan, mọi người có thể nói chuyện sau có được không? Bây giờ chúng ta cần phải cử hành buổi lễ đã. Chúng ta bắt đầu nha. Được rồi, thầy bắt đầu đi. Swasti na Indro Vridashvaha, Swasti na Pusha Vishuvedaha, Swasti no Aristonemi, Swasti no Braspati Dardhatu. Đây là quà ra mắt cho con. Hai bác đâu cần phải tặng nhiều như vậy đâu chứ. Đó là phong tục mà. Bây giờ con đã là con rể của chúng ta rồi. Nhưng mà bác à, sao con lại dám từ chối vậy hả? Con không mau nhận đi. Đây là quà chúc mừng của nhà gái mà, phải nhận thì mới kết thông gia được chứ. Bây giờ con đã là thành viên trong gia đình nhà ta rồi, còn gì phải ngại nữa chứ. Con có quyền nhận quà từ người lớn tuổi mà. Còn đây là quà để dành cho anh chị và toàn bộ họ hàng phía nhà trai. Thật là tốt Madan, xin chúc mừng anh đã kết thông gia với gia đình đó. Bây giờ anh sẽ được chào đón thêm một người con gái nữa trong gia đình anh đó. Điều quan trọng bây giờ là đứa con trai ruột của tôi đây, nó có được một cuộc sống hạnh phúc. Xin chúc mừng hai gia đình nghe. Cả hai gia đình sẽ là tấm gương tốt cho cả làng này đó. Dù là có những trở ngại không mong muốn lúc ban đầu, tôi hy vọng là cuộc hôn nhân này sẽ mang đến những việc làm tốt lành cho người khác. Anh Madan, tôi có chuyện này muốn nói với anh đó. Chỉ một lát thôi. Hadron, đi với mẹ đi. Anh cần gì phải mời quá nhiều khách khứa đến như vậy? Chỉ cần cả hai gia đình chúng ta cũng có thể làm xong nghi lễ rồi mà. Sao anh phải tụ tập hết cả làng với toàn bộ họ hàng như vậy? Nhưng mà thưa bà, đây là lễ chúc phúc cho đám cưới của con trai tôi mà. Anh đã biết hết rồi mà. Đây có phải đám cưới đầu của cháu gái tôi đâu. Trong nhiều trường hợp chúng ta có thể thu xếp được mà. Cứ làm gọn nhẹ thôi, đâu cần phải rình rang như vậy. Rồi nhiều người lại bàn ra tán vào nữa. Tôi thực sự không muốn thấy cảnh đó đâu. Bà nói như vậy là tốt về cho phía của bà thôi. Nhưng bà hãy nghĩ cho chúng tôi nữa đi chứ. Nó là con trai duy nhất của tôi mà. Tôi cũng có quyền quyết định theo cách của tôi chứ. Tôi đã đồng ý cho con trai tôi kết hôn thì các nghi lễ phải tổ chức cho thật trọng đại. Phải, nhưng mà anh Madan à. Không đâu tôi... thưa bà, được rồi. Xin bà hãy tôn trọng gia đình của chúng tôi. Cha mẹ cũng có những mong muốn cho con cái của mình, không phải vậy sao? Bà nên cùng gia đình chúng tôi chào đón tất cả họ hàng cùng với bạn bè của nhà tôi để chúng ta cùng hưởng một lễ cưới thật là trọng đại và trang trọng. Anh Madan xin. Về chuyện tiếp đón họ hàng bạn bè, tất nhiên là phải có rồi. Tất cả sẽ được tổ chức trọng đại theo ý của anh.
Dạ thưa ba, thầy cúng sẽ chọn ngày làm lễ chính thức đó. Mời mọi người ra đây. Xin mời anh. À, tôi đã chọn được giờ tốt để mà cử hành hôn lễ này rồi. Thời điểm thích hợp nhất cho buổi lễ này đó chính là vào buổi trưa lúc 12 giờ. Như vậy thì đám cưới mới tốt đẹp. Nhưng mà thưa thầy, như vậy thì quá khó khăn rồi. Trong thời gian ngắn thì làm sao mà chuẩn bị hết tất cả đây? Cũng phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị thiệp cưới và gửi thiệp cho tất cả mọi người đến dự lễ cưới này. Thầy không thể chọn thời gian khác hay sao? Cái tên Ma Đa này phát điên lên rồi. Nhìn xem, hắn ta đòi mời biết bao nhiêu là người tới đi nè. Thôi mà mẹ, mẹ có lo lắng làm gì? Mẹ cứ bình tĩnh ngồi yên ở đây đi. Nhưng mà con... Thôi mà mẹ, mẹ cứ để con thu xếp cho. Anh Ma Đa à, anh cũng có thể gọi điện thoại để mời khách mà. Tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu là để tiến hành hôn lễ thì cần phải làm vào giờ tốt. Ai đến trước thì chúc mừng trước, rồi tất cả lần lượt cũng sẽ tới thôi mà. À, mà trong khi bên nhà anh lo thu xếp hôn lễ thì ở bên chúng tôi cũng sẽ như vậy. Nếu như anh đã quyết định như vậy thì được thôi. Các con vẫn không hiểu gì hả? Không ai thấy lo lắng sao? Tại sao lại như vậy chứ? Lo lắng chuyện gì chứ mẹ? Có chuyện gì thì chúng ta về nhà rồi mới nói. Hai con đi ra nói chuyện với mẹ đi. Nhanh lên, nhanh mẹ lên đi con. Đi mau. Em ra coi khách khứa thế nào rồi tiếp đón đi. Mẹ à, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ còn lo chuyện gì nữa chứ? Mẹ đừng có lo lắng quá như vậy mà. Chúng ta sẽ sớm làm lễ thôi. Mà sao mẹ... Bây giờ hai đứa đừng có đứng ở đó mà lên lớp mẹ có được hay không vậy hả? Vì lo làm lễ cưới mà mọi người quên mất một chuyện rồi sao? Theo như sách kinh nói, nếu một cô gái đang mang thai thì không thể nào tham gia làm lễ được. Ừ? Vậy cái chuyện này xém chút nữa là con quên mất rồi mẹ à. Ừ. Vậy mình phải làm sao đi? Sao lại hỏi mẹ hả? Hai đứa rất thông minh mà. Tự suy nghĩ đi. Nếu mà không tìm được cách nào thì phải đành đi nói chuyện với cái tên Ma Đành ngu ngốc đó thôi. Anh ta chỉ toàn nghĩ chuyện đi phát thiệp mời. Em tính lại coi có còn thiếu ai nữa không. Có chuyện gì vậy ba? Cháu à, cháu đi gọi ba cháu lại đi. Chúng ta cần nói chuyện với ba cháu. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Để con đi gọi anh ta cho. Có vấn đề gì xảy ra vậy bà? Bà cho cháu biết với có được không? Bà nói cho cháu biết đi bà. Chuyện này bà phải nói với ba cháu thôi. Anh Ma Đan, tôi cần nói với anh một chuyện rất là quan trọng đó. Ngay bây giờ nhưng mà cần phải bí mật. Thôi được rồi, có chuyện gì quan trọng hay không vậy? Mình lên lầu nói chuyện được không? Bà Siam à, có các bác nhà anh tới rồi nè. Con trai, bây giờ con cứ đưa tất cả mọi người lên lầu trước đi đã. Còn ba thì ba phải đi tiếp khách một lát. Tôi sẽ quay trở lại anh thôi. Anh nhanh lên đó. Đi thôi. Bà nói cho cháu biết đi. Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại trở nên căng thẳng như vậy chứ?
Sao mà chúng ta lại không căng thẳng được? Cháu không thấy ba cháu muốn mời hết tất cả mọi người tới dự hôn lễ hay sao? Anh ta cứ đòi làm lễ cưới cho thật lớn, nhưng nếu càng ít người tới dự lễ thì mọi chuyện sẽ càng tốt đẹp hơn đó cháu ạ. Tại sao vậy bà? Không phải là càng có nhiều khách thì sẽ càng vui hơn sao? Bây giờ bà phải biết giải thích cho cháu như thế nào đây. Suna nó đang có thai mà, trong điều kiện như vậy không thể dự những lễ lớn được đâu. Không thể dự lễ lớn được à? Nhưng tại sao chứ? Lỡ đó là một đứa bé gái thì sao? Đứa bé sẽ làm hỏng buổi lễ cùng với mẹ của nó đó. Không thể làm lễ như vậy được đâu. Không phải là bà nói mà chính là trong sách nói như vậy. Sẽ rất khó mà che giấu sự thật này trước toàn bộ gia đình của cháu. Nếu họ mà hỏi thì biết nói làm sao đi. Mà đàn đó thì không biết lo lắng gì hết. Anh ta cứ muốn mời hết thiên hạ tới đây thôi. Tổ chức cho rình rang để làm cái gì? Chỉ cần làm thật đơn giản là cũng được mà. Đây đâu phải là lần đầu tiên cháu gái bà lấy chồng đâu. Với lại nó còn đang mang thai nữa. बस तू ईश्वर से प्रार्थना कर कि शाम अपने बापू को मना ले और मेरी सुगना के ब्याह में अब कोई रुकावट ना आए। जी जी कोई रुकावट नहीं आएगी। जब सबसे बड़ी समस्या हल हो गई जी जी तो अब कोई बाधा नहीं आएगी। और आप ही ने बताया ना जी जी, शाम ने भरोसा दिलाया है वो अपने बापू को मना लेगा। मारी आज्ञा के बिना अपने बापू को सुगना के ब्याह की खबर देने चली थी। लेकिन आनंदी को क्या पता? बस भैरो, सुगना के ब्याह में इस परिवार का एक भी रिश्तेदार ना आवेगा, ना पास का ना दूर का।